Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 11 tháng 5 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 24 người. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.670 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa xác nhận chiếc xe tải gây tai nạn khiến cho 13 người tử vong, ngoài vi phạm về tốc độ, chạy ngược chiều, còn chở quá tải, chưa được cấp giấy phép vận tải. Cụ thể, xe tải mang biển kiểm soát 77C13937 mắc hàng loạt các lỗi vi phạm như xe tải do tài xế Võ Văn Quý điều khiển, ngoài việc chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, không có phù hiệu mà còn chở quá tải. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe chở 20 tấn phân, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn, nghĩa là xe chở quá tải 23,4%. Liên quan tới vụ tai nạn này, một số những lái xe tải từ Bình Định lên đến huyện Chư Sê khoảng 200 km như các đội, tổ công tác trạm cân lưu động không phát hiện là điều khó hiểu. Vào tối ngày hôm qua mùng 10 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến cho một thanh niên tử vong. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút, xe buýt mang số 145 chạy theo hướng Hiệp Thành, bến xe Chợ Lớn, mang biển kiểm soát 53N6587 đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ tại quận 12, hướng từ đường Lê Văn Khương về quốc lộ 22. Khi vừa qua ngã ba Đông Quang khoảng 500m thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 52I35418 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông cùng chiều. Bất ngờ xảy ra va chạm với xe buýt khiến cho nam thanh niên té ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán qua kéo lê hơn chục mét tử vong tại chỗ. Tài xế xe buýt cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Sáng ngày hôm nay, tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Út Tịch, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một khối lượng lớn bùn đất rơi vãi trên mặt đường đúng vào giờ cao điểm, khiến cho nhiều người dân lưu thông té ngã vì đường trơn trượt. Theo ghi nhận, ngay từ đầu giờ cao điểm sáng nay, trên mặt đường có rất nhiều bùn đất rơi vãi. Hàng trăm phương tiện lưu thông qua đây phải xếp hàng gặp rất nhiều khó khăn. Dù đi với tốc độ chậm để xử lý tình huống vì đường trơn, trong khoảng 30 phút có mặt tại hiện trường, có hàng chục người dân bị té ngã do trơn trượt. Người dân sống tại khu vực này cho biết, lượng bùn đất lớn này xuất hiện từ sáng sáng, nhưng đến hết giờ cao điểm vẫn chưa thấy lực lượng chức năng tới để giải quyết hiện trường. Liên quan đến việc nhượng quyền khai thác dự án cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trong vòng 30 năm, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết, có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn mua quyền khai thác tuyến cao tốc này, trong đó không ít các doanh nghiệp có vốn đầu tư rất lớn. Tập đoàn Vinci Concession Pháp là đối tác hỗ trợ VEC trong quá trình nghiên cứu, đồng thời là đơn vị đầu tiên quan tâm tìm hiểu việc chuyển nhượng quyền khai thác dự án cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Hiện nay, Vinci Concession đang đứng thứ 5 trên thế giới với 36 sân bay và đứng thứ 2 trên thế giới trong lĩnh vực nhượng quyền đường cao tốc với hơn 8.000 km đường cao tốc. Theo tính toán sơ bộ, việc nhượng quyền sẽ thu về khoảng 9.171 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng dự án. Đơn vị nhận chuyển nhượng sẽ thành lập một công ty cổ phần dự án, chịu trách nhiệm khai thác, vận hành, thu phí, bảo trì và sửa chữa tuyến đường, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Mới đây, dự án nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng có kinh phí đầu tư lên tới 3.500 tỷ đồng đã được đi vào hoạt động. Đây được coi là một công trình quan trọng hướng đến phục vụ hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 năm 2017, đồng thời góp phần lớn vào sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai. Ga T2 quốc tế Đà Nẵng rộng 21.000 m², trong đó diện tích sàn xây dựng là 48.000 m², được thiết kế theo hình tuyến tính, có hai công trình cho hai khu vực đi và đến riêng biệt. Đặc biệt, khu vực check-in có 40 quầy, trong đó có 3 quầy dành cho khách hạng thương gia, 20 quầy làm thủ tục xuất cảnh, 22 quầy làm thủ tục nhập cảnh và 10 cửa ra máy bay với công suất 6 triệu khách trên một năm. Ngoài việc thiết kế không gian rộng, tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng tạo ra khoảng trống dự phòng để tránh trường hợp bị quá tải trong tương lai. Dự kiến công trình này sẽ đáp ứng tối đa 1.600 hành khách vào giờ cao điểm. Dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, hiện tại nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng đã đi vào hoạt động. Đây không chỉ là dự án xã hội hóa đầu tiên trong lĩnh vực hàng không, mà còn là điểm nhấn về kiến trúc đô thị ở Đà Nẵng và là công trình quan trọng phục vụ APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Đài truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời Tổng trưởng lý New York cho biết, một tài xế xe taxi đã bị phạt $2,500. Nguyên nhân là do tài xế này đã chặt chém người tị nạn khi chở họ đến biên giới Canada. Theo đó, tài xế của công ty Norton Taxi bị phạt $2,500, tương đương với gần 57 triệu đồng vì nhiều lần lợi dụng người tị nạn rời khỏi Mỹ. Được biết, tài xế này đã thu đến $300 cho chặng đường từ thành phố Plattsburgh đến biên giới Canada, vốn chỉ tốn khoảng từ $50 đến $75. Tòa án cũng ra quyết định buộc các tài xế thông báo chính xác chi tiết cước với hành khách trước khi chở, và đồng thời buộc tài xế này không được tính quá phí $77.5 cho quãng đường từ Plattsburgh đến biên giới. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Cao Bằng vừa kiến nghị chính phủ giao tỉnh này hoặc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư sớm đàm phán với đối tác Trung Quốc để vay $300 triệu làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tuyến đường dài 144 km với thiết kế 4 làn xe và kinh phí đầu tư hơn 47.500 tỷ đồng, tương đương khoảng $2.16 tỷ. Tỉnh Cao Bằng cho rằng việc đầu tư xây dựng tuyến giao thông, nhất là đường cao tốc từ Đồng Đăng đến cửa khẩu Trà Lĩnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, vận tải hàng hóa hai chiều theo trục đường Trùng Khánh, Quý Châu, Bách Sắc, Quang Xi, Trung Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, nối vào đường biển đến các nước ASEAN. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải trình chính phủ xin cấp 7.000 tỷ đồng giai đoạn 2017-2020. Tổng công ty này cho biết mục đích là để đầu tư nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao tính an toàn. Cùng với đó cho rằng tuyến đường sắt Thống Nhất có tổng chiều dài đường chính tuyến 1.726 km, khổ đường 1.000 mm, được xây dựng đã lâu với tiêu chuẩn kỹ thuật và tốc độ thấp nên năng lực hạ tầng rất hạn chế. Thực trạng này làm giảm tốc độ toàn tuyến đường sắt Bắc Nam. Những năm qua, chiều dài đoạn đường có giải tốc độ cho phép từ 70 đến 80 km/h, chiếm tỷ lệ chỉ gần 90% chiều dài toàn tuyến. Nhưng thực tế, tốc độ trung bình đối với tàu khách chỉ đạt là 50 km/h và tàu hàng là 35 km/h. Theo dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công Thương lấy ý kiến, đã đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh mới mà các doanh nghiệp kinh doanh ô tô sẽ phải thực hiện. Điểm mới nhất là điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô được cởi trói khi không cần có giấy ủy quyền chính hãng về phân phối xe tại Việt Nam như quy định tại thông tư 20 trước đây nữa. Dự thảo nghị định cũng quy định 3 phương án sở hữu cơ sở bảo hành dành cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, gồm cơ sở bảo hành bảo dưỡng là sở hữu 100% của doanh nghiệp, sở hữu tối thiểu 30% của doanh nghiệp và ký hợp đồng thuê. Vi phạm quy định về tốc độ là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông đường bộ chết người tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tai nạn ở vận tốc 70 km/h, hậu quả sẽ thảm khốc gấp 2 lần so với tai nạn ở tốc độ 50 km/h. Tai nạn ở vận tốc 100 km/h, hậu quả sẽ thảm khốc gấp 4 lần so với tai nạn ở tốc độ 50 km/h. Nhanh 1 phút, chậm cả đời. Hãy tuân thủ tốc độ quy định khi lái xe. Thank you.
cho rằng buýt BRT hiện nay hoạt động kém hiệu quả. Thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch cho xe buýt thường chạy vào làn của buýt nhanh để tránh lãng phí và giảm ùn tắc. Tuy nhiên, liệu rằng đây có phải là phương án phù hợp giúp thu hút thêm hành khách đi xe buýt hay chỉ khiến cho giao thông phức tạp hơn? Hơn 1.000 tỷ đồng cho 14,7 km đường, có thiết kế làn đường riêng. Sau 5 tháng vận hành, lượng hành khách chỉ đạt trung bình 41 khách một chuyến, phát huy chưa đến 50% năng lực thiết kế. Buýt nhanh được đánh giá là không hơn buýt thường. Đó là lý do khiến Hà Nội tính đến phương án cho xe buýt thường chạy vào làn buýt nhanh BRT. Không nên hiểu rằng đây là một cách giải quyết tình huống do buýt nhanh chưa đạt hiệu quả. Đây chính là những cái dịch vụ để tăng cái năng lực tối đa cung ứng của cái làn đường, tạo điều kiện cho buýt thường cải thiện được dịch vụ và qua đó gián tiếp tiếp tục cải thiện cái năng lực của cái buýt nhanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giao thông, việc cho buýt thường đi vào làn buýt nhanh không phải là một giải pháp hợp lý để cải thiện tình hình hiện nay. Hạ tầng BRT không thiết kế cho xe buýt thường. Xe buýt thường thiết kế mở cửa bên phải, trong khi làn BRT mở cửa bên trái. Do đó, nếu đi vào làn BRT, thì buýt thường sẽ phải chạy theo hình xin trên đường để vào các điểm đón trả khách bên phải. Nếu như chúng ta cho xe buýt thường đi vào làn xe buýt nhanh thì chúng ta chỉ tận dụng được khoảng một cái quãng đường rất là ngắn cho xe buýt thường chạy nhanh hơn. Nhưng mà nó sẽ gây ra có hai cái bất lợi, đó là sẽ làm giảm cái tính cơ động của xe buýt nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ tạo cái giao thông rắc rối hơn, vì xe buýt thường sẽ phải tạt sang phía bên phải để trả khách ở tại bến của xe buýt thường. Và ở góc độ của tôi thì tôi cho rằng là không nên. Thay vì tìm cách lấp đầy khoảng thời gian còn trống giữa các lượt xe buýt nhanh bằng xe buýt thường, Hà Nội nên tập trung hoàn thiện hạ tầng xe buýt BRT, tăng cường giao thông kết nối. Không được dành làn riêng đúng nghĩa. Thứ hai nữa là xe buýt BRT của Hà Nội là không được có đèn tín hiệu ưu tiên. Do vậy, như tôi đã nói lúc đầu, đó là cái thời gian bị mất mát đi là mất khoảng 20 phút cho một hướng vận chuyển cho một chiều, là chiếm 50% thời gian vận hành. Cái thiết kế đô thị cho cái giao thông tiếp cận ấy, cho người đi bộ, cho người đi xe đạp và có thể một vài loại cái phương tiện trung chuyển khác như là minibus hoặc gì đấy thì là hiện giờ đang được chưa được chú trọng và hoàn toàn bị bỏ quên. Dù chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, nhưng không thể phủ nhận, trong bối cảnh hệ thống giao thông công cộng Hà Nội còn nhiều hạn chế như hiện nay, buýt BRT đã tạo được thiện cảm ban đầu với hệ thống xe buýt được đầu tư mới, nhà xe hiện đại và các tiện ích kèm theo. Tuy nhiên, nếu Hà Nội không có những điều chỉnh thích hợp để BRT là buýt nhanh đúng nghĩa, thì những lo ngại về việc đầu tư nhiều mà hiệu quả thấp không phải là không có cơ sở. Trước những phản ứng trái chiều về việc cho buýt thường đi vào làn xe buýt nhanh sẽ khiến cho giao thông thêm phức tạp. Và ngày hôm nay trao đổi với chúng tôi, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn tiếp tục thí điểm việc đi chung làn này. Tuy nhiên thì buýt thường không nhất thiết buộc phải đi vào làn buýt nhanh để tránh những xung đột giao thông trong giờ cao điểm. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc cho buýt thường đi vào làn buýt nhanh không áp dụng trên toàn tuyến mà thí điểm linh hoạt trên một số đoạn tuyến của buýt nhanh BRT thích hợp. Tuy nhiên không ép buộc 100% xe buýt thường phải đi vào làn của buýt nhanh, mà tài xế sẽ đánh giá tình hình giao thông lúc đó để quyết định vào hay ra làn buýt nhanh. Làm sao vừa tăng cường được năng lực vận chuyển khi ở chung làn và tuyệt đối không được gây ảnh hưởng tới buýt nhanh. Trước câu hỏi ra vào làn buýt nhanh sẽ khiến cho giao thông thêm phức tạp, đại diện Trung tâm Điều hành và Quản lý Giao thông Đô thị Hà Nội cho biết, thực ra hoạt động thông thường của buýt thường vẫn là ra vào tiếp cận các điểm chờ để đón khách. Do đó, nếu buýt thường ra vào làn buýt nhanh thì vẫn không khác gì hoạt động thông thường. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Giao thông An toàn ngày 11 tháng 5 của VTC14 trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.